trên tay tôi đang cầm một chai mật ong mà tôi mới vừa mua của anh Dương. Theo tôi biết á, là mật ong nó có tác dụng rất là tốt. Khi mình mệt mỏi nè, hoặc là nhức đầu đau ốm thì mình về nhà thì mình pha mật ong với lại chanh hoặc là lòng đỏ trứng gà thì mình uống vô thì nó có một cái tác dụng giúp cho mình bình phục rất là nhanh, giúp cho mình khỏe khoắn lại nè, rồi tỉnh táo, rồi giúp cho mình có thêm cái đề kháng minh mẫn để mình làm việc tốt hơn trong cái những công việc của mình.